Hello xin chào, chúng ta lại đến với chuyên mục Command xoăn não 35 <laughs> Lâu quá rồi, hôm nay mới tải xuất giang hồ Để coi có lục nghề chưa nè <laughs> Từ bữa cách ly dài hạn cũng không có tâm trạng để mà ngồi làm thơ Bây giờ đỡ đỡ rồi chuẩn bị sắp mở cửa rồi cho nên tâm hồn lại quay trở lại tiếp tục làm thơ <laughs> à, bắt đầu trung quốc oppo hm. con mụ này cũng là hội con hoa bồn cầu hội con hoa là cái hội việt nam còn hơn bạn là cái hội Trung Cẩu. Hội Trung Cẩu là cái hội China. Hội China là một loài ác độc. Chuyện gây hấn biển đông đòi cướp đảo. Giờ lại đang hại luôn cả thế giới bằng cái con virus corona. Đi tới đâu mọi người cũng tránh xa. Bởi không ai ác độc bằng chi na. Ai cũng ghét thì có chi mà tự phụ. Lấy quyền gì mà đi chửi người Việt Nam. <laughs> người Việt Nam không ai ưa trung của. Nghe tới tên là họ đã ối rồi. Không ai chơi với loài người độc. Thối thà nhất là cái hội China <laughs> này thì Oppo Trung Quốc <laughs> lấy tên Oppo Trung Quốc hả tiếp nữa cũng thằng đó Oppo Trung Quốc sao bà nói mà ngu thế không biết thật hay không bà là bạn của con hoa mà lại không biết à <laughs> cái vụ mà tôi nói thằng càng eh, giấc mơ đó điểm báo giấc mơ biết, cái sự kiện đó biết có thật hay không mà tự nhiên mình nằm mơ <laughs> cứ ngu đi vì cuộc đời cho phép chỉ cần bạn ngu được cỡ như tôi là xã hội đã phước đức lắm rồi hãy ít ra phước ngay trong nhà bạn có đứa con ngu được cỡ như tôi còn bây giờ nhà bản thật vô phúc đẻ ra bản mang nhục cả dòng họ không yêu thương quê hương ruột của mình lại nhận giặc làm nơi chôn nhau cắt rốt. tội nặng nhất là cái tội phản quốc coi chừng bị chú di cửu tộc đó nghe chưa <laughs> mày vô mày chửi tao mày là cái gì mà mày vô mày chửi tao mày ở trung quốc mày lo trung quốc của mày đi ok <laughs> tiếp câm phạm phạm câm cái miệng bạn thúi quá nói cho mày biết cô nga chú phú tìm đến mày giờ <laughs> tội nghiệp cho cái cuộc đời của bạn Mới sinh ra đã bị mang kiếp câm Không những thế bạn còn chuyến gây họa Nên mới bị kết tội là phạm nhân Kiếp phạm nhân mà lại còn bị câm Ở trong tù coi chừng bị chúng đánh không kêu được thì không ai nghe thấy. Sẽ có ngày bạn bị đánh chết oan. Người chết oan là cái chết tức tử. Không nói được nên mắt mở trừng trừng. Cuộc đời bạn có tương lai vậy đó. Nếu bây giờ tu sửa vẫn kịp nha để tránh bị trở thành phạm nhân câm bị đánh chết mà không kêu la được nếu biết sợ thì lo mà sống tốt vào nha <laughs> phạm nhân câm cho <laughs> chưa cái tật phạm nhân câm <laughs> tiếp hung hung <laughs> người hiền lương không mộng mị kẻ ác tâm mộng mị suốt đêm ai bảo bạn người hiền lương không mộng mị trong mộng mị có hai loại bản nha một loại là bề trên xuống báo trước có điểm xấu gì sắp chuẩn bị xảy ra họ chỉ là đóng vai người tiết lộ Chứ nào phải họ gây tội cho ai Cụ thể là trong cái chết của thọ Rõ ràng là không phải lỗi tại hoa Nên thần thánh gửi trao lời nhắn nhủ Để biết rằng có điểm xấu xảy ra Loại thứ hai mà chúng ta thường thấy hay xảy ra ở những kẻ lỗi lầm nhưng lương tâm họ vẫn còn cãi nu để đêm về họ nằm rây rứt cắn răng suy nghĩ lắm rồi đếm khuya mỏng mị ân hận cho cái việc họ đã làm đây là người vẫn còn chấp nhận được biết nhận ra lỗi lầm mà sửa sai nói chung là người mộng mị không xấu họ đều là những người có lương tâm điều duy nhất để làm kiếp con người là phải cần có lương tâm đấy bạn còn những người không phải là thiện lương sống hung ác hung tàn hung bạo chính là bạn nằm trong nhóm người này hung ác luôn cả huynh đệ của mình kiểu người này sẽ không có lương tâm nên không biết thế nào là mỏng mị nên đừng lầm tưởng thiện lương không mỏng mị vậy ác như bạn có mộng mị được đâu <laughs> có những người người ta ở ác người ta không có 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 cắn rứt lương tâm bởi vì cái lương tâm của họ bị chó cắn mất rồi cái răng cái 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 nú không còn nữa cho nên nó không có cạp 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 đâu không có nhột nhột cái lương tâm hiểu không <laughs> đây là những cái loại mà hung ác hung tàn hung với huynh đệ của mình á cái loại này làm sao mà 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 biết lương tâm mà cắn rứt mà mà để nào, nằm mơ mộng mị để mà mà cảm thấy tội lỗi Ừ, nó mà cái loại nó là cái loại ác nhất á <laughs> tiếp tam hoang đừng cười nghe sợ lắm em ạ à. mất hết hay nhé <laughs> bạn tên tam do lỗi bởi đánh mây đáng lý ra tên của bạn là tan tan với hoang kết hợp thành tan hoang Nơi tan hoang thì hồn má chú ngủ Nên bạn mới nghe sợ là vậy đó Nơi hoang vu tan tác không bóng người Nên ma quỷ mới tập trung tụ họp Thảo nào bạn luôn cảm thấy sợ hãi Lại đổ thừa do bởi nghe tôi cười Trên đời này ai cũng thích được cười vì nụ cười bằng mười tháng thuốc bổ sống khổ nhất là kẻ không cười được không những thế trong lòng luôn sợ hãi cuộc đời bạn đúng là thê thảm quá vậy mà lại bày đặt dậy đời ai chưa đủ cửa để bao đồng đâu bạn lo đời bạn để nó hết tan hoang là lúc đó bạn sẽ yêu tiếng cười lại vào đây bảo tôi cười nghe cho khoái nữa đó Trời <laughs> ơi Không có ai mà chê cười cho trong trong cuộc đời này Người ta chỉ ao ước được cười thôi đó Không có ai chê cười đâu Chỉ có con người không thể cười được thôi là Bởi vì họ sống đau khổ quá Họ không thể cười được Chứ làm gì có ai chê tiếng cười, <cười> đẹp Đôn Na Nguyễn Cô này ốc không phát triển rồi nếu mà nói nữa cộng đồng mạng họ lên án Đồ lừa đảo đi tẩy não đi Trời ơi Bạn nói đúng Ốc mà không phát triển Thì người ta gọi đó là Độn nặng Chữ Dona Bị viết sai chính tả Nó biến thể Từ độn nặng mà ra bạn độn nặng thì sao đủ nhận thức để biết được ai phát triển hay không chắc là bạn nghĩ ai cũng giống mình bị độn nặng nên nhìn ai cũng tưởng giống như mình không phát triển chứ gì cộng đồng mạng là cái đám nào thế có phải bạn đang ám chỉ bọn thiểu năng không phân biệt được phải trái đúng sai chứ bất cứ người nào có nhận thức chỉ cần họ tốt nghiệp tiểu học thôi nghe tôi nói là họ đều hiểu hết ai đúng sai họ phân biệt được hết trơn chỉ có đám cộng đồng mạng thiểu năng trong số đó có luôn cả bạn nữa Mới hồ đồ sẵn si đi gây hấn Tưởng là oai nhưng bị tác dụng ngược Càng chứng minh cho cả thế giới thấy Bạn chỉ là kẻ độn nặng mà thôi <laughs> Đồ nà! Đồ na nà Đô nà là độ nặng bị độn mà độ nặng tới mức độ trầm trọng luôn á hết xài luôn đó, hiểu không <laughs>